có chắc là những em bé này có thể xây dựng một cây cầu không? Chúng em chắc chắn có thể. Không phải là bất kỳ cây cầu nào, Carol. Cây cầu lên đến. Đúng rồi bác, nhưng tất nhiên đó không phải là một cây cầu thực sự. Ồ không, cây cầu đang đổ xuống. Lên đến Bridge đang đổ xuống đây, đổ xuống đây, đổ xuống đây. Lên đến Bridge đang đổ xuống đây. Rửa đôi tay trôi sạch đi tất cả.
dưới chúng luôn sắc đẹp hoài rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Ăn tối nào các con? Tuyết, con đang đói bụng. Và đôi tay của chúng ta chưa bao giờ sạch hơn vậy. Oh, tôi thích chơi ăn mặc như những chú mèo con. Yeah, mèo con là tuyệt nhất. Này các bạn, chúng ta đã để găng tay ở đâu vậy? Tôi nghĩ rằng Nico đã có chúng. Không, tôi nghĩ Mark có chúng. Không, không phải tôi. Ồ, chúng ta sẽ giải thích điều này như thế nào với ba mẹ của chúng ta đây? Ba chú mèo này là mất tất của mình và chúng khóc liên thật to. Mẹ ơi con sợ vì mất tất rồi, ôi thế tìm làm sao? Gì mất tất rồi à? Nghịch quá đó bé mèo, thế banh đó chẳng được cho. Mèo 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 mèo, banh chẳng được mẹ cho. Mèo 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 mèo, banh chẳng được mẹ cho. Không có bánh, nhưng bánh là bữa tối yêu thích của tôi. Cậu này, tôi hy vọng chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy những chiếc găng tay đó trước khi về nhà. Nhìn nè, tìm thấy chút rồi. Woohoo, woohoo, yeah, woohoo. Ba chú mèo này tìm thấy tất của mình và chúng bắt đầu cười tươi. Ba ơi ba à, tìm thấy thấy rồi, tìm thấy tất rồi nè ba. Tìm thấy tất rồi à, thật tốt đó bé mèo, thế banh đó dành phần con. Mèo 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 mèo, banh sẽ dành phần cho. Mèo 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 mèo, banh sẽ dành phần cho. Tuyệt vời, có vẻ như banh đã trở lại trong thực đơn các bạn ạ. Chúng ta đói bụng. Ba chú mèo này mặc chiếc tất vào này trông rất ấn tượng mẹ ơi. Mẹ thân yêu này giờ bé rất sợ vì tất bẩn rồi mẹ ơi. Tất của con bị gì vậy? Nghịch quá đó bé mèo, chắc là lăn ở dưới bụng. Mèo 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 mèo, bụng chung con này vừa lăn. Mèo 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 mèo, bụng chung con này vừa lăn. Ôi không, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhanh lên, chúng ta hãy giặt chúng ở đây. Ba chú mèo này giặt chiếc tất của mình để kiếm bánh của mẹ cho. Mẹ thân yêu này, nhìn đây xem này, tất đã sạch và khô. Vì tất sạch rồi à, tuyệt lắm đó bé mèo, thấy bánh đây dành phần con. Mèo 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 mèo, bánh đó được mẹ cho. Ba chú mèo này giặt chiếc tất của mình để kiếm bánh của mẹ cho. Mẹ thân yêu này, nhìn đây xem này, tất đã sạch và khô. Vì tất sạch rồi à, tuyệt lắm đây bé mèo, thấy bánh đây dành phần con. Mèo 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 mèo, giờ hãy ăn bánh đi thôi. Ouch. Mẹ, mẹ ơi. Ôi không, bên đi. Chuyện gì vậy? Cục cưng, tội nghiệp của mẹ. Dạ. Đau này, đau này, gối con rất đau mẹ này. Đau này, đau này, ấu giúp con đi mẹ này. Đau này, đau này, ôi thật đau mà. Con có một vết thương đầy này. Ồ, đến đây nào bé con. Ồ, con yêu, không phải con cũng... Thật đau mà bé con ta đập vô đầu. Ôi thật đau mà hãy đưa bé ngay vô giường. Ôi thật đau mà, ôi thật đau mà con...
tội nghiệp Suzy. Vết thương này chúng ta làm đớn đau mình nhẹ nhàng. Ồ không, mẹ cũng bị đau. Ôi mẹ đau rồi, ngón cái mông đau rất nhiều. Đau thật đau mà mẹ thật là trẻ con. Nỗi đau sẽ không còn. Thương mẹ quá. Mẹ không sao. Mẹ có bác sĩ Vindy và một vài y tá sinh đôi giúp mẹ cảm thấy tốt hơn đó. Đúng rồi. Johnny, Johnny. Vâng, bố ơi. Đường ăn phải không? Không, bố ơi. Là dối lừa ư? Bố không đâu. Mơ miên con nào? Ha ha ha. Này các con sẽ trông chừng Johnny cho bố nhé. Chắc chắn rồi, nó dễ mà bố. Johnny, Johnny. Vâng, Wendy. Làm hỏng đồ chơi? Không, Wendy. Là dối lừa ư? Nói thật mà. Hãy cho xem nào. Hi hi hi. Johnny, Johnny. Vâng, Nico. Là em vừa nhảy? Không, Nico. Là dối lừa ư? Nói thật mà. Chắc không. Johnny, Johnny. Vâng, hơi anh. Vẽ lên tường này đây. Không, hơi anh. Lại dối lừa ư? Nói thật mà. Cái tay đưa ra. Ha ha ha. Johnny, Johnny. Vâng, Wendy. Buồn ngủ phải không? Xây lên khói buồn đây, anh đang xếp nè. Thank you.
ơi em ở đâu? Bên ở đây, bên ở đây, mọi người thế nào? Nè cục cưng ơi, làm gì bé ơi? Chúng ta ôm, ôm đi bé cưng. Chúng ta ôm, ôm đi cả nhà. Cả nhà yêu con.